Chào các bạn, hôm nay Plot 24 giờ sẽ dẫn các bạn lấy IT Page hay là Group từ các link có sẵn bằng phần mềm Plot. Vậy đầu tiên các bạn mở phần mềm lên, đăng nhập vào trong phần mềm để có thể sử dụng các chức năng ở trong Plot. Có hai cách để bạn có thể đăng nhập. Cách đầu tiên, bạn nhập email, số điện thoại và mật khẩu giống như đăng nhập trên Facebook thông thường. Cách thứ hai, bạn có thể login bằng cookie vào trong Plot, giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint trên Facebook của mình. Nếu bạn chưa biết cách login bằng cookie, bạn có thể click vào dòng chữ màu đỏ hướng dẫn login bằng cookie tránh checkpoint ở phía dưới của mục login để nhận được hướng dẫn chi tiết. Bây giờ thì mình sẽ login bằng cookie vào trong Plot. Sau khi đã login thành công, các bạn vào tab Graph Search. Click vào lựa chọn mục tìm UID từ Graph Search, nhấn chọn lấy UID từ link có sẵn. Trong phần link chứa kết quả tìm kiếm Graph Search ở đây, các bạn nhập link tìm kiếm mà các bạn muốn tìm ra những địa điểm, nhóm hay là các page có chứa từ khóa mà các bạn muốn tìm kiếm trên Facebook vào trong phần này. Ví dụ, mình nhập từ khóa là bán hàng trong phần tìm kiếm trên Facebook. Ở phía dưới đây nó sẽ hiện ra địa điểm, nhóm hay là các page cá nhân có chứa từ khóa là bán hàng. Mình sao chép link tìm kiếm, quay trở lại phần mềm và dán vào ô link chứa kết quả tìm kiếm. Tại đây thì bạn có thể tìm kiếm người, group hay là page có chứa từ khóa là bán hàng. Các bạn click tìm UID để có thể tìm ra những UID này. Và các bạn nhớ là giới hạn số lượng UID các bạn muốn tìm được và thời gian delay. Nhấn tích để đổi cookie cho mỗi lần mình tìm kiếm. Như vậy ở phía dưới đây sẽ hiện ra một danh sách những cá nhân hoặc là địa điểm hoặc là page, group trong danh sách bạn bè của mình có chứa từ khóa là bán hàng như mình tìm kiếm. Các bạn có thể tích chọn để mở ra. Đây chính là group và bài đăng chia sẻ của mình có chứa từ khóa là bán hàng. Các bạn có thể lưu những thông tin tìm được ra ngoài file bằng cách click vào mục lưu CSV hoặc là lưu riêng UID ra ngoài file. Lưu thành công. Đây chính là UID mà mình đã tìm được và lưu ra ngoài file thành công.